Maxi không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Con hẻm nhỏ 10 mét vuông, bốn người sống đa phần là dân nhập cư, thu nhập luôn tầm thường vốn, thiếu thốn về phần vật tư trong nhà, nhưng mà trên bàn nhậu thì không. 4 lít rượu, 3 dĩa mồi, ngày 2 buổi một kỳ công. Thằng Hùng là con út, căn nhà của nó là cái hộp trong suốt. Nó bị cô lập vì chú mi công vuốt, mẹ làm lao công còn bố giao hàng. Bữa cơm nhà nó chưa một lần nào đông đúc. Người ở trong khu dè biểu nhiều lần đánh giá, sao mà thằng này trắng quá. Trong khi cần khám khá để được thần thánh hóa, thì họ như người hay đang ngồi xe tàu đánh cá. Sụp đổ hoàn toàn, đến nơi nghỉ lương cũng không có chỗ đàng hoàng. Nằm miếng ván ép bằng tường gỗ hoàn đàn. Xí cánh chạy hàm răng điều quả trong cái phần nhân luôn kéo nó xuống, xuống, xuống. Sao không thể trở thành người mà nó muốn, muốn, muốn. Mâu thuẫn gia đình trong nhiều tình huống, luống, cuống. Không có ai là sai, ai không nhận mình đúng, đúng, đúng. Ha. Từng đồng từng cái tao bấm bồng cho mày ăn, cho mày học, cho mày kiếm được vợ giàu. Không còn tiếc là ngập đầu, không còn thấy cảnh mẹ mày không lương sáng. Tối lùm nát hay mình vác ở trong khu chợ lầu. Mày phải nghe lời không được cãi. Đâu. Mỗi ngày bố mày em đều phái về nhậu. Rồi giờ mày nói mày là đứa hai phai, mà tình lâu phải che giấu. Mẹ không chịu hiểu cho con, sao nhà mình không thể ăn một bữa cho ngon. Lo cho con hay quan tâm cho con, mày ngồi đó lo toan thay vì bên vực cho con. Tao nuôi mày lớn rồi mày nói tao vậy hả? Biết bao nhiêu tiền xưa giờ tao phải chạy trả. Thử coi từ đầu tới cuối sống mà chạy thẳng vào mặt tao. Thằng con trai mà không ai biết vậy hả? Cổ họng nghẹn cứng, ấm ức không thể nói nên lời. Vỏn vẹn 9 tháng, cả nhà chưa ngồi ăn cơm chung thì con biết phải làm sao. Con phải làm sao để lay nổi mẹ. Mẹ nói nhà mình lên thành phố đổi đời, nhưng cuộc đời này lại thay đổi mẹ. Do con bất hiếu, không thể làm mẹ hết khổ. Thương con nên mới sao con rơi vào vết đổ. Chuyến đò luôn hồi, sao bọn con lại nói hết chỗ. Ba mẹ không thương con. Cuộc đời vô thường luôn kéo nó xuống, xuống, xuống. Sao không thể trở thành người mà nó muốn, muốn, muốn. Mâu thuẫn gia đình trong nhiều tình huống, luống, cuống. Không có ai là sai, ai cũng nhận mình đúng. Con xin lỗi. Con sân nổi lên kèm những tiếng kèn xe kêu inh ỏi, làm con bị mất bình tĩnh. Cho con xin lỗi. Đây là tháng 8, vừa tròn sinh nhật của con. Thôi thì ba mẹ ngồi xuống đây đi, để con đi lấy đồ ăn. Hôm nay có thịt luộc với canh rau muống. Ba mẹ đưa chén này để con với cơm. Em mời ba, em mời má. Nắng chiều soi tan lá. Một thìa đâm, hai thìa chan, thoang thoảng hương khói nhang. Rồi ăn xong, rồi em kêu đi ngủ thôi út ơi. Rồi em mơ, em gặp ba má em trên trời. Xin một tràng pháo tay cho Nhật Hoàng và ca sĩ khách mời Lâm Bảo Ngọc. Chúc mừng em đã có hai lựa chọn từ Big Daddy và Su Boy. Yeah, em cảm ơn. Tôi nghĩ là với bài này thì phải có nhiều hơn hai sự lựa chọn chứ nhỉ? Các bạn có thích bài này không? Rick với lại B-Ray đều là dân storytelling, cho nên chắc là họ hơi khắc khe hơn với em một chút. Không biết phải vậy không hả hai anh huấn luyện viên? Dạ thưa anh Thành, thực ra thì em có theo dõi Nhật Hoàng đã lâu và cũng có từng nói chuyện với Nhật Hoàng vài lần. Và lần này Nhật Hoàng đã vượt trội hơn là những cái lần trước và ở một cái level khác hoàn toàn. Em rất là bất ngờ với lại cái delivery. Nói chung là cũng rất muốn đem bạn về, nhưng mà rất tiếc là em đã hết slot rồi. So em rất là vui khi mà chị Suboy với lại anh Big Daddy đã chọn bạn. Và em cũng muốn xem thay anh chị sẽ góp gì cho bạn. Yeah. Còn Rick thì sao? Dạ, thưa anh Thành, Nhật Hoàng thì em biết bạn này lâu rồi. Bây giờ bạn khá hơn rất là nhiều. Delivery, mọi thứ của bạn rất ổn. Em cũng khá là bất ngờ khi mà bạn làm rất là trơn tru cái thể loại này. Nhưng mà em cầu toàn hơn ở bạn ấy về cách viết lyric. Dạ, nói chung là yêu cầu cao hơn chút thôi. Không sao, mình từ từ mình chinh phục và ảnh sau ở những vòng thi tiếp theo. Cho anh hỏi là cái bài này nghe nó cũng trúc trắc ha. Về câu chuyện cũng điện ảnh lắm nha.
Em kể sơ sơ cho khán giả từ nãy giờ, nếu ai không nghe kịp cái lyric của em thì cái câu chuyện này chính xác nó là làm sao? Dạ vâng, câu chuyện này chính xác là kể về một con hẻm, kiểu là nhiều người sinh sống. Thì có một cái gia đình là có một cậu bé, cậu ấy là LGBT và cậu ấy ước mơ được gặp lại ba mẹ của mình. Ở cuối bài thì mọi người nghe là em mời ba, em mời má, nhưng mà là em gặp ba má em ở trên trời. Vì tất cả những cái chuyện mà cãi nhau vừa rồi chỉ là ước mơ của cậu thôi. Mọi người hãy trân trọng và yêu thương những người còn ở xung quanh mình. Tự nhiên một ngày người yêu thương không có còn ở trước mặt mình nữa thì nó rất là khó chịu. Và bài hát này nó mang thông điệp như vậy. Khi anh nghe em chia sẻ những điều này, anh nghĩ là cái này nó đến từ quan sát của em nhiều hơn là trải nghiệm của em, đúng không? Dạ chính xác ạ. Em quan sát rất nhiều, rất nhiều. Anh nghĩ là để viết được những cái lời này thì nó đòi hỏi một người phải có tâm hồn dễ đồng cảm với người khác. Rồi mình nghĩ luôn cho cái chuyện của ông ta thì mình mới nghĩ ra được những cái kết cục như vậy. Rất buồn. Nhưng mà cái kết nó như một cái dự báo thời tiết. Nếu như mình không muốn cái kết nó xảy ra giống như trong tác phẩm thì hãy trân trọng nhau sớm hơn chút. Kiểu vậy. Dạ quá chính xác ạ. Năm ngoái em cũng đã đạp chọn bạn ý, nhưng mà lúc em không hiểu luật là bài hát đã xong rồi thì em mới đạp. Nên là năm nay em rất là muốn chọn lại Nhật Hoàng. Bạn ấy đã có cái sự thay đổi rất là nhiều, từ flow đến delivery, cách nhấn nhả, và anh thấy được cái sự tiến bộ của em. Có một lần em gửi cho anh một cái demo và em muốn anh nghe thử và nhận xét. Anh cũng rất là trân trọng cái điều đó, khi mà một bạn rapper trẻ không ngần ngại để mà anh có thể chia sẻ được cùng em. Anh rất là tôn trọng cái cảm xúc của em cũng như là những cái trong tâm hồn em suy nghĩ, nhưng mà anh muốn giúp em vẫn nói về cái cảm xúc đó, mình vẫn nói về những gì mình suy nghĩ, nhưng anh muốn nói một cách tích cực hơn. Và anh rất là mong em về vợ của anh. Cảm ơn Big Daddy ạ. Và bây giờ hãy xem bình chọn của bạn là bao nhiêu phần trăm nhé. Tám mươi tám phần trăm, rất cao. Xin mời ban giám khảo sẽ được ra quyết định. Mời Chester T. Với một bạn như này thì bọn anh rất muốn em và những cái gì trong đầu của em ấy, nó sẽ được sắp xếp lại bởi một ngôn ngữ mà nó bớt đi cái màu xám đen, nó bớt đi những cái mà chỉ gây ra sự nuối tiếc ấy. F, can you have a... When you laugh about family, I think you should be COVID family man. Big Daddy, Big Daddy. Em với anh Thái cũng đồng ý với cả anh người Thái. Yeah. Big có một cái sự phóng khoáng khá là tự nhiên ấy, để có thể dẫn bạn ấy đi các nơi các kiểu, khuây khỏa đi và viết được nhiều nhạc. Và chúc mừng em về với team Big Daddy. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.